Ngân Huệ xin kính chào quý khán thính giả đến với câu chuyện trong tuần. Thưa quý khán thính giả, trong câu chuyện trong tuần hôm nay, kính mời quý khán thính giả theo dõi bài viết Tình trạng độc tài gia tăng khắp thế giới, tác giả Bình Luân Gia Đại Dương. Mô hình độc tài trên thế giới diễn ra dưới muôn ngàn hiện trạng mà kẻ chủ trương không bao giờ thừa nhận, dù cho đã bị dư luận vạch trần hoặc chưa. Tình trạng này không giảm bớt mà lại còn rầm rộ hơn khi nhân loại bước vào thế kỷ thứ 21. Độc tài trong chiếc áo dân chủ Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Bắc Triều Tiên, Venezuela đều đưa dân chủ vào hiến pháp, hệ thống tuyên truyền, hệ thống giáo dục, văn kiện ngoại giao, nhưng chữ có mà nghĩa không. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 đã phơi bày thủ đoạn độc tài trong chiếc áo dân chủ. Các tổ chức Black Lives Matter, Antifa, biểu tình chống kỳ thị chủng tộc nhằm nghe đầy ý thức hệ vô chính phủ, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa xã hội. Trong cuộc phỏng vấn năm 2015, hai người đồng sáng lập mạng lưới toàn cầu BLM, Patrick Cullors và Ali Khan, thừa nhận đã được huấn luyện về chủ nghĩa Marx. Cuộc biểu tình do các tổ chức này chủ động của một số nhóm khác luôn luôn mang tính cách bạo động nhằm đạp đổ di tích lịch sử dựng nước và giữ nước, đốt phá, cướp bóc các cửa tiệm tư nhân lớn cũng như nhỏ, kể cả các sắc dân thiểu số, đe dọa mạng sống thường dân để cảnh cáo dân chúng phải dồn phiếu cho đảng Dân Chủ nếu muốn yên thân. Phải chăng đó là hành vi hoạt động dân chủ? Các vị thống đốc, thị trưởng của các đảng Dân Chủ không bảo vệ tài sản, sinh mạng của dân chúng, di tích lịch sử mà còn công khai ủng hộ, yểm trợ các vụ bạo loạn với mục đích đàn áp quyền lợi chọn lựa của cử tri. Phải chăng đó là hành vi bảo vệ nền dân chủ của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ? Chỉ có công dân Mỹ mới được quyền bầu cử và phải chứng minh lý lịch tại phòng phiếu theo đúng quy lịch trong hiến pháp, ngoại trừ trường hợp phải xa nhà trong ngày bầu cử, có chứng cứ rõ ràng hoặc bị trọng bệnh mới được gửi phiếu qua bưu cục. Cơ quan dịch vụ tổng hợp GSA thuộc chính phủ Mỹ, thành lập năm 1949, chưa xác nhận người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Theo luật năm 1963, người đứng đầu GSA sẽ quyết định khi nào người chiến thắng được xác nhận chắc chắn. Giám đốc GSA Emily Murphy chưa xác nhận người chiến thắng nên trình giao quyền lực chưa thể diễn ra. Phát ngôn viên của GSA Pamela Pemberton nói với Politico: "Chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định và giám đốc vẫn làm đúng nhiệm vụ theo luật định. Chưa có tiểu bang nào xác nhận chính thức của Ủy ban bầu cử rằng ông Joe Biden thắng cử, mà chỉ do các cơ quan báo chí loan tin. Cơ quan báo chí không có thẩm quyền xác nhận ai đắc cử. Đảng Dân Chủ, một số nguyên thủy quốc gia trên thế giới và truyền thống quốc tế tự ý Joe Biden. Khi có quyết định chính thức của GSA áp lực một biện pháp độc tài trong sinh hoạt dân chủ." Tại Washington DC, hàng nghìn người đã tập trung vào Black Lives Matter Plaza để ăn mừng chiến thắng của Biden. Họ giơ bảng hiệu, hô vang "nhốt anh ta lại" và giơ biểu ngữ có nội dung "bắt giữ Trump". Họ là cơ quan thực thi pháp luật hay một nhóm bạo loạn nhân danh dân chủ? Tại sao một số nguyên thủy quốc gia trên thế giới chịu sự rắc mũi của truyền thống bất lương? Sau đệ nhị thế chiến, một số cường quốc châu Âu theo đuổi hai mục tiêu. Thứ nhất, châu Âu là lực lượng thứ ba, đứng giữa Liên Xô và Hoa Kỳ nên có quyền quyết định chính sách toàn cầu dù cho cựu lục địa sống còn nhờ viện trợ Mỹ và chiếc dù an ninh của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO mà Hoa Kỳ góp 70%. Chi phí suốt từ năm thành lập 1949, quân đội châu Âu độc lập với NATO được mệnh nha từ thời Tổng thống Pháp Charles de Gaulle 1890-1970
mà cho tới nay vẫn còn trên giấy. Dù cho quân đội châu Âu thành lập thì nền an ninh của Liên Hiệp Quốc châu Âu vẫn nằm dưới chiếc dù che an ninh của Hoa Kỳ. Thứ hai, Liên Âu phát triển dựa vào tiến bộ khoa học, kỹ thuật của Hoa Kỳ, thỏa ước khí hậu Paris và kế hoạch hành động toàn diện chung về vũ khí nguyên tử với Iran bị trì khi lực lượng quốc Hoa, Hoa Kỳ từ chối phê chuẩn và phơi bày khả năng của hiệu lục địa. Châu Âu mong ước Joe Biden đắc cử để họ có thể sai khiến sỏ mũi dắt đi như từng điều khiển Tổng thống Barack Obama tấn công Libya. Lúc đó Obama tự hào đã chỉ huy từ ghế sau. Tuy nhiên trong cuộc phỏng vấn trên Fox News hồi tháng 4 năm 2016, Obama đã chỉ trích Anh và Pháp, cụ thể nhằm vào Thủ tướng David Cameron, đã tạo ra sự hỗn loạn cho tới bây giờ vẫn chưa được quyết định. Obama bỏ vào PCA 1 tỷ đô và trả cho Iraq 400 triệu đô để chuộc 4 tù nhân Mỹ khoảng 150 tỷ USD của Iraq bằng. Obama đã tạo ra bằng tổng số nợ của tiền niêm góp lại. Các quốc gia xuất cảng dầu hỏa muốn Biden hủy bỏ việc khai thác dầu phá điếm để nâng giá dầu hỏa trở lại 120 USD một thùng và quyền lực của tổ chức các nước xuất cảng dầu hỏa OPEC. Phản ứng từ châu Á, hầu hết các quốc gia châu Á, dù liên tiếng hoặc chưa, đều mong Hoa Kỳ bảo vệ an ninh miễn phí, và nếu có đóng góp một phần nhỏ trên không hài lòng thì Tổng thống Trung công khai đòi phải cứ hỗ trợ tương trong mọi lĩnh vực từ quốc phòng đến kinh tế. Một số quốc gia châu Âu ủng hộ Biden vì nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ trở lại thời kỳ gà đẻ trứng vàng và có lợi dụng hơn Tổng thống Donald Trump cứ đòi phải có đi có lại trong mối bang giao. Họ không cần biết Hoa Kỳ mắc nợ bao nhiêu mà cứ đòi viện trợ hào sáng và được bảo vệ an ninh tuyệt đối. Thị trường Trung Quốc với 1.4 tỷ người như một thời Nam Châm, hút các quốc gia trên thế giới, kể cả châu Á, có địa thế thuận lợi hơn. Nhật Bản, Đại Hàn, Đài Loan, Tân Java từng giúp cho Trung Quốc vươn lên thành cường quốc kỹ thuật. Tổng thống Trung gây chiến tranh kỹ thuật với Tập Cận Bình, khiến cho các công ty sản xuất chip bán dẫn giảm lợi nhuận. Bắc Kinh thả dây dài để bắt cá to, nên cần các loại chip bán dẫn và không tốn tiền đâu đầu tư nghiên cứu và sản xuất mà vẫn tạo ra những sản phẩm tiên tiến với giá rẻ, làm lại tới công nghệ chế biến của thế giới. Đại dịch virus Vũ Hán đã phơi bày thủ đoạn đầu cơ và độc quyền chuỗi hưng ứng toàn cầu của Trung Quốc, khiến cho cả thế giới lao đao. Bắc Kinh càng mạnh thì tham vọng lấn chiếm, cưỡng đoạt lãnh thổ, thống trị thế giới càng quyết liệt hơn, đặc biệt đối với các quốc gia láng giềng. Ứng cử viên Joe Biden tuyên bố sẽ hợp tác với Trung Quốc để khôi phục kinh tế và an ninh thế giới. Điều này các vị Tổng thống Mỹ đã tin ra và áp dụng suốt 40 năm với kết quả Trung Quốc lớn mạnh và hung hăng hơn bao giờ hết. Khuất phục hoàn toàn hóa Trung Quốc không thể bằng lời nói hoa Mỹ, mà phải dùng các biện pháp làm suy yếu toàn diện Bắc Kinh mới đem lại hòa bình thịnh vượng cho nhân loại. Ngân Huệ xin kính chào quý khán thính giả. Hẹn gặp lại quý vị kỳ tới. Kính chúc quý khán thính giả, gia đình và người thân khang an, hạnh phúc.